Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, nhiều thầy cô giáo ở huyện Chư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đã không ngại khổ, ngại khó, xuống tận buôn làng, vận động con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Qua đó giúp cho các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trí thức để có một tương lai tươi sáng hơn. Đây là những hình ảnh quen thuộc của cô Bùi Thị Quý, giáo viên trường tiểu học Lê Đình Trinh, thị trấn E Bốc, huyện Chư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài giờ lên lớp, cô Quý đã dành thời gian xuống tận nhà thăm hỏi động viên các học trò, nhất là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đứng trước nguy cơ bỏ học. Về nhà các em, lúc đó lại không phải là vai trò của một giáo viên nữa, mà vai trò lúc đó là của người mẹ. Mà đây không phải là người mẹ đẻ ra các em, mà người mẹ này người mẹ thay cho cái việc làm của người mẹ chính của những người mẹ đẻ ra các em đó, bằng cái tâm huyết, bằng sự yêu nghề mến trẻ. Trong 5 năm qua, có hơn 100 trường hợp học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học giữa chừng đã được các giáo viên trường tiểu học Lê Đình Trinh kịp thời vận động trở lại trường. Bằng sự gần gũi, chân thành, lòng yêu nghề mến trẻ, các thầy cô giáo đã chiếm trọn lòng tin yêu, quý mến của phụ huynh và học sinh nơi đây. Các cô cũng rất là thương yêu học sinh, nói thật là giống như con em của mình đấy. Có những cô đến là thấy học sinh là quần áo tay chân dơ bẩn thì đưa con đi tắm. Đó, và nhìn những cảnh đó thì thấy rất là thương, mà chỉ có những cái thầy cô mà có nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc và có cái tình thương yêu trẻ thì mới làm được những cái việc đó. Cái tinh thần trách nhiệm của thầy cô chúng tôi ghi nhận rất là cao, và các cô cũng có rất là nhiệt huyết, hy vọng rằng ở các cái nơi, tất cả các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những giáo viên trong toàn ngành giáo dục huyện Chư M'gar đều có cái tinh thần trách nhiệm như thế, đều nâng cao tinh thần trách nhiệm như vậy. Không chỉ tại trường tiểu học Lê Đình Trinh mà nhiều trường trên địa bàn huyện Chư M'gar, hình ảnh các cô giáo, thầy giáo tận tâm trách nhiệm với học sinh không còn xa lạ, và công sức của giáo viên đã được đền đáp khi tình trạng bỏ học ở địa phương đã giảm hẳn. Đó là niềm vui, là động lực để thầy và trò nơi đây cùng nhau cố gắng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.